cho nó leo lên lên tường rồi, nó leo tường rồi. Nó leo lên được rồi. Nó ra luôn hả? Nó đang trên tường. Nó đang ngóc ngoắc trên tường. Đó. Nó leo lên cái đống đó, thằng nó chú ý nó muốn ra. Đây con chó đây nè. Không biết con chó nhà ai nữa mà nó vô nhà mình nè. Thấy không, nó vô sân nè. Thấy con chó không? Con chó đẹp dễ sợ luôn á, mà nó không có cái khô là. Chắc con chó này nó bị lạc rồi. Nó vô trong vườn nhà mình. Nhà này mình mới mua cho nên là chưa có hàng rào á. Nhưng mà không biết nó vô là nhưng mà nó actually có hàng rào nó tại nhà mình có hàng rào chứ. Nhà mình có hàng rào đàng hoàng hay nè, thấy không? Hàng rào bích vùng lại hết rồi, không biết sao con chó nó vô được nữa nè. Thấy không? Ra rào lại hết chứ. Mà không biết sao con chó nó nhảy vô được, mà không biết con chó nhà ai nữa, cho nên bây giờ mình phải kêu bên mấy người mà lo về đó nó muốn nhảy ra đó, nó đem lên đó để nó đợi, để nó muốn nhảy ra nè, thấy không đó. Cho nên là hy vọng là điềm tốt lành. Con chó màu vàng nữa nha, con chó này quá đẹp, con chó này quá đẹp, cái mặt nó rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì mình sẽ kêu chắc là kêu mấy người pet control đến để mà đem bé đi. Nhưng mà tại mình không có khả năng nuôi chó đâu. Hello. Hi baby. Hello baby. Đó, nó cho nó bị kẹt rồi, chắc nó không muốn ra, mà nó không ra được nữa. Sao nó nhảy vô được thì mình không biết. Nhưng bây giờ nó nhảy ra thì lại bây giờ nó muốn ra thì nó lại không dám ra, thấy không? Đó, nó leo lên tường, thấy không? Chỗ đó mình đang sửa nhà đó. Nhà này mới mua cho nên mình đang sửa chữa đó. Đó, bé chó đẹp chưa? Hello baby. Đó, chui ra chui lại đang kiếm đường đi đó. Đó. Thấy chưa? Bây giờ sợ quá. No.